xin chào mọi người ạ. Ngày hôm nay thì DK có một vị khách rất là xinh đẹp và chị vừa trải nghiệm dịch vụ hair shop lông mày tại DK. Xin chào chị. Trong cái quá trình hair shop tại DK thì chị cảm thấy thế nào ạ? Chị thấy rất là hài lòng. Trong quá trình làm thì mình có thấy đau rát hay là khó chịu gì không ạ? Có một chút em ạ. Chị hơi chấm chích một chút xíu thôi đúng không ạ? Vì là trước khi làm thì chị đã được chuyên gia ủ tay trong vòng 30 phút rồi. Đó. Vậy bây giờ em xin mời kính quay sát hơn một chút nữa để chúng ta có thể xem cái cặp lông mày tự nhiên của chị nhé. Đó, như mọi người quan sát đấy, lông mày, cái tình trạng cũ của chị thì chị rất là ít lông mày. Phần đuôi này hầu như là không có. Đó, và cái tình trạng da của chị gái cũng là da hơi rồng một xíu và lỗ chân lông to. Đó, ở vùng gần mũi. Đó, nên là cái phương pháp hair shop này là một cái sự lựa chọn rất là thông minh. Thì khi mà chị sử dụng cái công nghệ này thì cái lông mày của mình sẽ chơi được lâu hơn. Đó, như mọi người nhìn ấy, từng cái sợi nhìn rất là siêu thực này và tự nhiên. Với cái cách xếp sợi 3D thì Master Long Minh Vương thì đã vừa cho ra lò một cặp lông mày rất là tự nhiên, nhìn như thế này, sợi thật, sợi giả và đang xen lẫn nhau. Đó. Và với cái xu thế làm đẹp tự nhiên thì cái xu thế tại DK thì có thể nắm bắt được rất là tốt cái tâm lý của các chị em. Vậy sau khi làm xong cặp lông mày rồi thì chị cảm thấy thế nào ạ? Rất là hài lòng. Chị có cái nhận xét gì về DK cũng như là về tay nghề chuyên gia hay là về cơ sở vật chất hay là về con người ở đây ạ? Nói chung là nhân viên ở đây rất là tận tình, tư vấn rất là tận tình chu đáo. Dạ vâng. Vậy mình có thể ưng những cái sản phẩm này không ạ? Vậy sau ngày hôm nay chị có sẵn lòng giới thiệu cho bạn bè và người thân của mình đến để cùng trải nghiệm dịch vụ giống như chị không ạ? Vâng, nhân rồi em. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của chị rất nhiều. Và nếu như các chị em ấy đã quan tâm đến dịch vụ tại DK và muốn sở hữu những cái cặp lông mày tự nhiên như này, thì mọi người đừng quên là đặt lịch trước qua fanpage hoặc là gọi điện đến số hotline 0911 31 0000 nhé mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những live stream tiếp theo ạ. Xin chào mọi người.